Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài phép trừ phân số ở trang 129 em nhé. Đối với phần này thì thông thường là cô sẽ chỉ chữa phần bài tập thôi. Tuy nhiên là đợt này là các em đang nghỉ dịch Covid. Vì vậy là cô cũng sẽ trình bày luôn cả phần lý thuyết để cho các em tiện theo dõi em nhé. Phép trừ phân số của chúng ta. Trước khi đi vào cái phần phép trừ phân số thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại xem là đây là phép cộng phân số. Và hai phân số này là hai phân số có cùng mẫu số. Vậy thì khi cộng hai phân số có cùng mẫu số thì chúng ta có nhớ là chúng ta làm thế nào không? Đó là chúng ta sẽ cộng gì ạ? Chúng ta sẽ cộng tử số lại với nhau và chúng ta giữ nguyên mẫu số. Vậy thì khi chúng ta cộng tử số lại với nhau thì 8 cộng với 7 bằng 15, mẫu số giữ nguyên và phân số của chúng ta là 15/3. Tuy nhiên các em lại thấy là 15 chia cho 3 được 5. Vậy mình rút gọn nó đi và phân số của chúng ta sẽ được kết quả là bằng 5. Đây là cộng hai phân số có cùng mẫu số. Thế còn nếu như trừ hai phân số thì thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài ngày hôm nay, đó là phép trừ phân số. Chúng ta có một cái băng giấy giống như các em thấy ở đây. Và băng giấy này chúng ta chia nó ra thành 6 phần bằng nhau. Đây, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô. 6 ô bằng nhau. Và bây giờ giả sử cô lấy 5 trong số 6 cái ô giấy này thì cô nói là 5/6 của ô giấy. Ô giấy thì chia ra làm 6. Vậy thì chúng ta lấy 5 phần. Đây gọi là 5/6 của ô giấy. Đấy, 5/6 các em nhé. Và bây giờ giả sử đề bài của chúng ta như sau. Từ 5/6 băng giấy màu, ta lấy ra 3/6 băng giấy để cắt chữ. Có nghĩa là từ 5 cái phần nhỏ này này, chúng ta sẽ lấy ra 3 phần. Nào, bây giờ cô sẽ lấy ra 3 phần. Đấy, 3 phần. Và 3 phần này người ta gọi là 3/6. Bởi vì cả một cái băng giấy to này nó gồm có 6 ô. Và chúng ta lấy ra 3 ô thì đây gọi là 3/6. Vậy nếu như nó có 5 ô ban đầu và chúng ta lấy ra 3 ô rồi thì nó sẽ còn lại mấy ô? À, chúng ta lấy ra 3 ô rồi thì nó sẽ còn lại là 2 ô. Và 2 ô này, đây như các em thấy 2 ô, 2 ô này của chúng ta, người ta sẽ viết nó là 2/6 của cái băng giấy ban đầu. Vậy thì làm thế nào để nó ra 2/6? Ta sẽ phải thực hiện phép tính giống như các em thấy ở trên màn hình ở đây. 5/6 băng giấy màu trừ đi 3/6. 5/6 trừ đi 3/6 thì nó phải ra 2/6, giống như là cái phần màu tím than giống như các em thấy ở đây. Vậy thì rõ ràng là 5/6 trừ 3/6 bằng 2/6, nghĩa là người ta đã thực hiện phép trừ như sau. Người ta đã giữ nguyên mẫu số, bởi vì mẫu số của chúng ta vẫn cứ là 6, và tử số người ta trừ đi cho nhau. Vậy chúng ta sẽ được là 5 trừ 3 chia cho 6, và 5 trừ 3 thì bằng 2, và mẫu số chúng ta giữ nguyên là bằng 2/6 các em nhé. Bây giờ mình thử lại xem là cái phép tính của chúng ta có đúng hay không. Và muốn thử lại thì chúng ta làm phép tính ngược. Mình sẽ lấy 2/6, bên này là trừ 3/6, thì phép tính ngược của mình lên nó sẽ trở thành là cộng với 3/6. Và cái quy tắc thực hiện phép cộng thì như hồi đầu tiết cô đã nhắc lại rồi, đó là chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu số và chúng ta sẽ cộng tử số lại với nhau. Vậy thì mình sẽ có 2 cộng với 3 bằng 5 và mẫu số của chúng ta vẫn là 6. Vậy sau khi thử là chúng ta thấy kết quả của chúng ta đúng rồi, đúng không em? Vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra cái quy tắc, đó là muốn trừ hai phân số cùng mẫu số thì ta phải làm như thế nào đây ạ? À, đây là hai phân số có cùng mẫu số thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta lấy tử của phân số trừ đi cho nhau và chúng ta giữ nguyên cái gì đấy? Chúng ta giữ nguyên mẫu số. Vậy đây, muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, các em nhớ nhá, đây phải là phân số có cùng mẫu số này, còn khác mẫu số thì chúng ta lại học trong buổi hôm sau. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số thì ta sẽ trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào? À, chúng ta có nhớ không? Đó là chúng ta sẽ muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Đây là cái mà chúng ta phải ghi nhớ để thực hiện được phép trừ hai phân số. Và cô nhắc lại một lần nữa, lần cuối cùng trong phần này, đó là trừ hai phân số cùng mẫu số thì ta phải trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và chúng ta phải giữ nguyên cái gì? Chúng ta sẽ phải giữ nguyên mẫu số. Các em đã nhớ chưa? Để cho các em nhớ sâu hơn phần này thì chúng ta sẽ thực hành như sau.
Chúng ta sẽ đi vào phần bài tập 1 ở trang 129 của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hiện 4 phép tính như đề bài người ta cho. 4 phép tính này thì mình nhận thấy là tất cả các phân số ở đây, đây phần A, hai phân số này có cùng mẫu, phần B cũng như vậy, phần C và phần D cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây chính là thực hiện phép trừ hai phân số khi chúng có cùng mẫu số. Vậy chúng ta sẽ lần lượt làm như sau. Quy tắc của chúng ta đó là chúng ta lấy cái gì ạ? Chúng ta sẽ trừ tử số cho nhau và chúng ta giữ nguyên mẫu số. Vậy thì chúng ta sẽ được là 15 trừ 7 chia cho 16. 15 trừ 7 chia 16 thì bằng 8, 8 phần 16. Mà mình lại thấy là đây không phải là phân số tối giản nên mình hoàn toàn có thể rút gọn được. Và cả tử và mẫu của chúng ta đều chia hết cho 8. Nên các em sẽ chia cả tử và mẫu cho 8 thì mình sẽ được phân số tối giản là 1 phần 2. Đây chính là đáp án câu A của chúng ta. Đối với câu B, hoàn toàn tương tự, mình lấy tử số trừ đi cho nhau, mình được 7 trừ 3 trên 4, 4 phần 4 thì chính là bằng 1. Đối với câu C thì chúng ta cũng lấy cái gì? Lấy 9 trừ đi 3 và mẫu số của chúng ta vẫn là 5. Và chúng ta sẽ được phép tính giống như các em thấy ở đây, 9 trừ 3 trên 5 và bằng 6 phần 5. Đối với phép tính cuối cùng, 17 phần 49 trừ đi 12 phần 49 thì chúng ta cũng lấy tử trừ đi cho nhau, đúng không? Vậy mình sẽ được là 17 trừ 12 phần 49 và kết quả sẽ bằng là 5 phần 49. Rồi, rất nhanh chóng chúng ta đã đi qua bài tập số 1. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 người ta yêu cầu chúng ta là rút gọn rồi tính. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải rút gọn phân số trước khi chúng ta tính. Đây, phép tính A của chúng ta gồm có 4 phép tính như các em thấy ở đây. Phép tính A của chúng ta là 2 phần 3 trừ đi 3 phần 9. Thì 2 phần 3 nó là phân số tối giản rồi nên chúng ta sẽ không thể rút gọn được nữa. Nhưng 3 phần 9 thì chúng ta có thể rút gọn được. Vậy thì các em nhớ lại cái clip về hướng dẫn rút gọn phân số á. Thì khi cô hướng dẫn về cái clip này thì cô đã nói với các em là nếu như chúng ta thấy mẫu số mà lớn hơn tử số thì việc đầu tiên mình lấy mẫu chia cho tử xem có chia hết không. À thế mình thấy là 9 chia hết cho 3 đúng không? 9 chia hết cho 3, vì thế mình lấy cả tử và mẫu đều chia cho 3 thì mình sẽ được như sau này. 3 phần 9 chúng ta chia cả tử và mẫu cho 3 thì 3 chia cho 3 sẽ bằng 1 và 9 chia 3 bằng 3. Vậy thì phân số 3 phần 9 sau khi mình rút gọn đi nó sẽ bằng 1 phần 3. Và mình thay nó vào đây, mình sẽ được kết quả là 2 phần 3 trừ 1 phần 3. Bây giờ hai phân số này của mình lại là hai phân số có cùng mẫu số. Và chính là nội dung bài học ngày hôm nay. Chúng ta trừ cái gì? Chúng ta sẽ trừ tử số đi cho nhau và giữ nguyên mẫu. Vậy mình sẽ được phân số mới đó là bằng 1 phần 3. Đối với phần B, phần B của chúng ta hoàn toàn tương tự. Đó là 7 phần 5 trừ đi 15 phần 25. 15 phần 25 thì nó chưa phải là phân số tối giản. Vậy mình xem là cái phân số này mình có thể rút gọn cho mấy. À mình thấy là nó cả tử và mẫu đều chia hết cho 5. Vậy bây giờ các em thực hiện chia cho 5 thì chúng ta sẽ được như sau. 15 mà chia cho 5 thì bằng 3, 25 chia cho 5 thì bằng 5. Vậy đây là phép biến đổi của chúng ta bằng 7 phần 5 trừ đi 3 phần 5. Và kết quả của chúng ta là chúng ta lấy tử của phân số này trừ đi tử của phân số kia, còn mẫu thì giữ nguyên. Nên mình sẽ được là 7 trừ đi 3 bằng 4, còn 5 thì chúng ta giữ nguyên mẫu nên vẫn là 5 giống như các em thấy ở đây. Đối với phần C và phần D hoàn toàn tương tự nên là cô sẽ trình bày nhanh thôi. Đây, 8 phần 4 thì chúng ta sẽ rút gọn cả tử và mẫu cho 4 nên chúng ta sẽ được nó thành là 1 phần 2. Vậy thì cái phép tính này của chúng ta nó sẽ tương đương với là 3 phần 2 trừ 1 phần 2. Chúng ta lấy tử trừ đi cho nhau, 3 trừ đi 1 bằng 2, mẫu giữ nguyên, 2 phần 2 thì chính là bằng 1. Đối với phần D, 11 phần 4 thì nó là phân số tối giản rồi, mình không rút gọn được nữa. Nhưng 6 phần 8 thì nó là phân số chưa tối giản và mình sẽ chia cả tử và mẫu cho 2. Sau khi chia cả tử và mẫu cho 2 thì phân số 6 phần 8 này các em sẽ được nó bằng 3 phần 4. 6 chia cho 2 bằng 3, 8 chia cho 2 bằng 4. Vậy phép tính của chúng ta sẽ tương đương với 11 phần 4 mà trừ đi 3 phần 4. 11 phần 4 trừ 3 phần 4. Đây là hai phân số có cùng mẫu nên mình sẽ lấy 11 trừ đi 3 bằng 8, còn mẫu số giữ nguyên là 8 phần 4. 8 chia cho 4 lại bằng 2 nên sau khi tính và chúng ta rút gọn đi thì kết quả của phép tính đề của chúng ta là bằng 2 các em nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với bài tập số 3.
Bài tập này thì có vẻ là bài tập khó nhất trong phần này. Tại Hội Khỏe Phù Đổng Toàn Quốc lần thứ 6 năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng 5/19 tổng số huy chương của đoàn đã giành được. Còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của tỉnh Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được. Đề rất là dài, tuy nhiên chúng ta có thể tưởng tượng như sau. Cả một cái hình tròn này, đó là tổng số huy chương. Tổng số huy chương mà đoàn giành được. Trong tổng số huy chương này thì người ta cho biết là số huy chương vàng của đoàn học sinh bằng 5/19 tổng số huy chương. Nghĩa là nếu như tổng số huy chương này mà chia ra làm 19 phần thì số huy chương vàng của chúng ta sẽ chiếm là 5 phần. Phần còn lại, đây, phần còn lại có màu xanh đậm đây, đây chính là huy chương bạc và đồng. Còn cái phần tam giác màu vàng ở đây nó chính là huy chương vàng. Và số huy chương vàng của chúng ta là chiếm 5/19. Vậy chúng ta phải biết xử lý thông tin nó như thế nào đây. Như cô vừa nói, đó là nếu như tổng số huy chương này nè mà chúng ta chia ra làm 19 phần thì số huy chương vàng của chúng ta sẽ là chiếm 5 phần. Đây, 5/19 thì 5 này nó chính là số huy chương vàng là 5. Còn 19 này nó chính là tổng số huy chương. Tổng số huy chương của chúng ta thì bao gồm có huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng là 19 em nhé. Vậy thì trong 19 huy chương thì 5 huy chương là huy chương vàng. Thế thì phần còn lại thì sẽ là huy chương bạc và đồng, đúng không? Vậy thì từ đây mình suy ra số huy chương bạc và đồng là mình sẽ lấy 19 trừ đi 5 và bằng 14 huy chương. 19/19 trừ đi 5/19 thì sẽ bằng 14/19. Và đây là kết quả của chúng ta. Phần trò chơi đúng ghi đúng và sai thì ghi đúng thì ghi chữ D và sai thì ghi chữ S vào trong ô trống nhá. Nào, phép tính này của chúng ta 7/3 trừ đi 2/3 bằng 5/3, đúng hay sai các em? À, mình sẽ thấy là mình sẽ thực hiện phép trừ tử số trừ đi cho nhau, còn mẫu số giữ nguyên. Vậy 7 trừ đi 2 bằng 5. Mẫu giữ nguyên là 3, vậy đây là phép tính đúng. Rồi, các em có giải ra như vậy không? Thứ hai, đó là 2/2 trừ đi 1/2 bằng 1/3. Đây là phép tính sai. Vì lý do là mẫu của chúng ta là 2 đúng không ạ? Tử là 2 trừ đi 1 bằng 1, vậy thì phải là 1/2 thì mới đúng. Vậy đây người ta ghi là 1/3 thì đây là một phép tính sai. 3/4 trừ đi 2/4 thì bằng 5/4. À, mình lấy tử trừ đi cho nhau, còn mẫu thế nào ạ? Mẫu giữ nguyên. Vậy 3 trừ đi 2 bằng 1, phải là 1/4 mới là đúng. Vậy đương nhiên phép tính này là một phép tính sai. Và phép tính thứ tư, 5/5 trừ đi 4/5 thì bằng 1/5. À, mình lấy tử trừ đi cho nhau, còn mẫu giữ nguyên. Vậy đây là một phép tính gì? Đây là một phép tính đúng. Tiếp tục, 5/2 trừ đi 4/2. 5 trừ 4 bằng 1, 2 giữ nguyên bằng 1/2. Vậy đây cũng là một phép tính đúng. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi.